Chắc như vậy thì chừng nào mới tới đến đây? Vô xác vô. Cái gì vậy? Chết. Cha này ghê thiệt. Cái gì? Ông làm gì mà ông rình mòi vậy? Tính ăn trộm đồ hả? Trời đất ơi, bà có thấy thằng ăn trộm nào nó đẹp trai như tôi không? Tự nhiên tướng tôi về nó ăn trộm, làm gì có. Chứ ông làm gì? Ông không trộm thì là đồng minh của ông trộm đúng không? Con nãy anh thấy dưới á, ông Tám với ông Chính quýnh cờ gì xẹo dưới kìa. Rồi, đi dưới chơi. Nội khoái chơi với tụi con à. Ê. Trời ơi, tụi nó làm cái không khí dễ thương quá trời luôn. Đây nè, gửi quà nè, gửi quà. Đâu, con bé kia đâu? Sao không kêu nó xuống? Trời ơi, đang sửa soạn phải không? Thành ơi, con gái nó đã đẹp rồi, dễ thương rồi, đâu có cần phải sửa soạn nhiều. Kêu nó xuống đây đi. Nè, đàn ông là phải bản lĩnh như vậy đó, thấy không? Mình phải luôn luôn tạo bất ngờ cho người mình yêu chứ. Nội rất tự hào về con. Hân à, Hân chờ Phú nha. Chờ. Hay lắm. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca.